Hello, come by, welcome to my Đâu ấy channel. đi Bây giờ chúng phát ta đâu sẽ chơi kinh dấu Buddy nha. Và giờ thì mình sẽ chọn một loại vũ khí để tra tấn Buddy. Đầu tiên thì có lẽ là mình sẽ chơi quả turret này, một khẩu súng máy nhá. Ok, Buddy đang bị cày nát người luôn. Đứt, Buddy đã bị hy sinh. Con cần lưu này được 200 đô nhé bạn. Kiểu hành được chết Buddy là được ít tiền. Có lẽ là mình sẽ chuyển sang thứ khác. Chúng ta sẽ dồn đến đây. Ống tiêm mà ống tiêm có độc này. À, cắm cái ống tiêm vào Buddy, cắm vào chân rồi. Mình sẽ sử dụng lại nước xanh này tiêm vào người Buddy nhá. Rồi Buddy đang bị tàu hỏa nhập ma. Nôn mửa rồi. Chết luôn. Đây là một chất độc rất là kinh khủng luôn. Rút ra. Để mình sẽ tiếp theo là bơm cái chất độc màu đỏ này xem. Ok. Đỏ nó sẽ đốt cháy Buddy nhá. Cũng chết luôn. Rồi. Tạm dừng lại. Tiếp theo là màu xanh này. Có lẽ là nước. Buddy đang bị chết nên không thể làm được gì nhá. Đó, sống lại, tiêm nước mà. Chất màu xanh này sẽ có tác dụng gì đây? Ơ, tiêm rồi mà. Tiêm lại, ok. Có lẽ là đóng băng. Không, không có gì cả, chết luôn rồi. Gì đấy, bỏ qua nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ chuyển rất nhiều thứ. Động vật luôn ạ. Có lẽ là mình sẽ cho khủng long đi thôi. Những quả trứng khủng long. Buddy đang bị bao vây bởi những quả trứng khủng long nhá. Rồi đang bị một khủng long con này ăn thịt. Chủ điểm sao vẫn đang ăn Buddy làm ăn khủng long này. Rồi cắn chết Buddy luôn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển rồng này. Athit. Athit là từ ổ kiến à. Phải vớt Buddy đi cho nó sống lại nhá. Ok, Buddy vẫn đang chết. Đây, giờ thì tỉnh lại rồi. Buddy sẽ bị mấy con kiến này ăn thịt nào. Rồi. Buddy đang bị đàn kiến này bế vào tổ. Ra thì Buddy đã bị sinh các bạn. Đàn kiến này nó ăn thịt Buddy rồi. Rồi, vứt hết. Sau đó chúng ta chuyển sang một đàn chuột thử xem nào. Kiến xong đến chuột. Vẫn được sống lại à? Này chết lâu nhỉ. Thì cho anh Buddy này sống lại thì đàn chuột kia mới vào được. Ây da, dậy mày. Ok, đây là đàn chuột chip. Rồi, ăn thịt luôn. Còn mũi xương này, đàn chuột ăn thịt người này đi qua là mũi xương. Rồi, mình sẽ chuyển sang thứ khác. Có rất là nhiều những cái tra tấn ở đây. Máy chém đầu à? Máy chấm đầu luôn nha các bạn. Ok. Đứt đầu luôn. Quá là kinh khủng. Ok, mình sẽ sử dụng chiếc máy một lần nữa. Khá là nhanh. Buddy sẽ khóc thét. Ui rồi ôi. Rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là có thể chặt đứt đầu Buddy rồi nhá. Tiếp theo rất là nhiều thứ xịn sò ở đây. Có lẽ là mình sẽ chơi một quả cây độc đi. À không, đây là cái cây nó sẽ nổ ra những quả bóng bom. Đi ăn vào sẽ bị nổ trong bụng nhá. Rồi nó nổ ở bên ngoài luôn. Ok.
Đây là gì? Một cây kiếm từ lá à? Nhưng mà lại có độc. Mình đang chọc đi. Ừ, chết luôn. Kiếm này cũng xịn xò phết chứ không phải đùa. Vứt ra ngoài này đi. Thôi vứt đi, chúng ta sẽ dùng những thứ khác. Rất là nhiều thứ để tra tấn mà. Quay lại ban đầu. Một chiếc tất à? Tất đem đi. Một chiếc tất thối. Mình sẽ cho Buddy hít bụi tất ha. Đó, Buddy đang hít bụi tất. Thối không chịu rồi. Buddy sắp hy sinh rồi. Nè, hít nó đi. Ok. Buddy đã bị ngộ độc thực phẩm. Lăn quay ra chết luôn. Gì đây? Continue. Chuyển nào. Giờ thì chúng ta sẽ dùng đồng két. Nhưng mà phải vất nghe. Con Buddy hy sinh gì nhá. Sống lại ạ. Buddy phải sống lại chúng ta mới có thể chặt tấn nữa nè. Bùm, một cái đồng két luôn. Đây. Đấy. Cho két xuống. Buddy chỉ có một thời gian ngắn thôi. Để xem Buddy có thể sống sót qua pha nào nhá. Không đập được vỡ cái đồng két này. Buddy đang kêu gèo à. Để đổ hết cái két bên trên xuống xem sao. Ok, lật lại. Đấy, két sẽ được chảy dần dần xuống. Buddy đang lộn đồng phèo ở bên trên luôn. Phải đổ hết két ra Buddy mới có thể thở được. Thôi nhỉ. Vẫn còn sống luôn, sống ra ấy. Thôi vứt đi. Chúng ta sẽ chuyển nhá. Có lẽ mình sẽ cho một bức tượng. Rồi đúng đầu đi luôn. Ui, nát pét luôn này. Một bức tượng Buddy. Đập vỡ nát luôn nhá. Đập vỡ nát bức tượng chính mình luôn. Ok, chuyển. Xem có gì hay ho nào. Ok, tiếp theo xem có gì đây nữa nào. Súng điện à. Mình sẽ thử dùng súng điện nào. Ôi trời ơi. Súng điện này thì chỉ bắn ra dây điện thôi, không có cái cò súng nhỉ. Giật. Buddy đã bị hy sinh. Chúng ta có thể cắm mọi người Buddy và giật lung tung như thế này luôn. Đã sống nào. Sống dài lắm, Buddy có phải sống dài lắm các bạn. Không thể nào mà hy sinh được. Chỉ bị ngất thôi. Đây cái gì? Không, cái roi không dùng được nha, nên mình sẽ dùng rùi cui điện. Đấy. Giật Buddy. Oh no. Thôi, và có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Goodbye, see you again.